Xin chào tất cả mọi người, đây là kênh Tô Xanh của mình và hôm nay chúng ta sẽ cùng tô màu cho một cô gái đang vươn vai như này nhé. Và mời cả nhà của mình đón xem mình sẽ tô bức tranh này như thế nào. Em để ý mấy pha liền cơ, dạo gần đây em để ý mấy pha này. Ít nhất là 3 pha. Cái lần trước là em thấy em để ý nó gửi liên tiếp mấy canh sắc nhỏ liền. Nhưng mà cái canh sắc nhỏ ngon hơn thì nó để trong video này. Khôn phết. Chưa có chip cái thị trường đã giảm đi. Đúng rồi, cái này hôm trước. Trước khi làm xong bước chân như này rồi, cảm ơn mọi người đã xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tôi xem tiếp theo của mình.